Tập 16. Thẩm Diệt Trăng. Tinh Tinh, tôi chưa từng gặp. Cô ấy là một nhân cách như thế nào? Cô ấy cũng là một nhân cách mới xuất hiện dạo gần đây. Vì vậy tôi cũng không hiểu lắm. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tinh Tinh, em có ở đó không? Tinh Tinh. Tinh Tinh. Bà chị xấu xí, lại là chị. Tinh Tinh. Tôi không phải là Tinh Tinh. Tôi đánh chết chị. Tôi dọa chết chị. Tôi đã từng nói với chị chưa hả? Tôi là Mạc Hiểu Na. Ba chữ đơn giản như vậy mà cũng không nhớ. Đánh chết chị. Em tôi. Sao em lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Tôi muốn ở đâu thì ở đó. Bộ đồ mà em đang mặc là đồ ngủ của chị đó. Của chị sao hả? Tôi biết là của chị. Nhưng tôi cứ thích đó. Bởi vì tôi cảm thấy tôi mặc bộ này đáng yêu hơn chị. Cảm ơn nha. Coi như là quà gặp mặt đi. Quà gặp mặt. Quà gặp mặt cái đầu em đó. Em mau cởi ra ngay. Cởi ra. Cởi ra ngay. Lại nữa à? Cởi ra ngay. Lại nữa thì ngã. Bụng cô nương cho chị biết sự lợi hại của tôi. Đây không phải là con gấu mà tôi hạo tặng mình sao? Tới đây, tới đây. Em lôi nó ra hả? Cái gì cũng trách mình. Không phải tôi, là Tinh Tinh lấy ra chơi đó. Cái này là em lấy ra hả? Đây chính là chú mắt thần kỳ của chị. Để thu hút nam thần đó. Duy trì sức hút đôi mắt của chị đều dựa vào nó đó. Mắc lắm đó, em không được lấy. Đồ nhỏ mọn. Em làm gì hả? Em làm gì vậy? Em muốn chết à? Người đàn ông này thật là đẹp trai vô đối luôn rồi. Anh ấy là anh trai của chị hả? Thì sao? Đóng dấu đã thuộc về tôi. Đừng có nói nhiều, đưa đây. Đưa cái gì chứ? Số điện thoại của anh trai chị đó. Em cần số điện thoại của anh ấy làm gì chứ? Anh ấy trông đẹp trai như vậy, đương nhiên phải gọi điện thoại. Hẹn ra gặp mặt rồi. Tôi muốn xem anh ấy có phải phẫu thuật thẩm mỹ không. Không thể nào. Vì anh trai của chị, cũng vì Thẩm Diệt Trăng, chị cương quyết sẽ không cho hai người gặp mặt nhau đâu. Tuyệt đó không được. Đừng có mà trái với lẽ thường. Đừng có nói linh tinh. Nghe rõ chưa? Trả chị. Làm gì? Trả cho chị. Trả chị. Không trả. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Tặng cho em đó. Cầm lấy đi. Dù cho em có nhìn thấy thuộc mặt ra thì số điện thoại cũng không hiện ra đâu. Em cũng không có cách nào gặp được anh ấy đâu. Mạc Hiểu Na.
Bạch Hân Hân. Bạch Hân Hân. Anh là ai vậy? Cô là ai? Tôi là Bạch Hân Hân. Tôi là Thẩm Diệt Trăng. Thẩm Diệt Trăng. Cô cái này. Đó là Thôi Hạo Nguyệt. Thôi Hạo Nguyệt xuất hiện rồi. Đây là con gấu trước đây mà Thôi Hạo Nguyệt đã tặng cho tôi. Tinh Tinh lấy ra chơi. Không biết tìm thấy ở đâu nữa. Cô nhìn thấy Tinh Tinh rồi. Là Mạc Tiểu Na nói với tôi. Mạc Tiểu Na xuất hiện rồi. Vậy còn những cái này thì sao? Tóm lại tôi chính là đã ngăn cản được một tai họa. Cầm luôn đi. Canh mãi tới rất khuya, khó khăn lắm mới chuẩn bị ngủ. Rượu ngon. Được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Rượu ngon. Không nói lời sai. Không làm chuyện sai. Thanh xuân coi như dạt dẻo. Giang. Trời ơi, ngầu cực. Con nhóc, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Vừa nãy tôi thấy cô ngủ như con lợn chết, vì vậy không gọi cô tỉnh. Được rồi, nói thế nào đi nữa, có thể gặp lại cô một lần nữa, tôi thấy rất vui. Nào, chúng ta ôm nhau một cái nào. Bình an là tốt rồi. Bình an là tốt rồi. Chú làm gì vậy hả? Sao chú lại tháo hết mấy hút bụi tiểu cậu của tôi ra vậy? Đợi một chút cô nhóc. Ý cô là đang nói tới cái đó sao? Là thế này. Cái tật ngủ cũ của tôi lại tái phát. Vì vậy tôi nghĩ dù sao cũng không ngủ được. Chi bằng làm mấy quả bom nổ chơi. Không được. Cái này tôi còn phải dọn dẹp phòng nữa đó. Tôi không nghe nhầm đó chứ? Không được. Cô nhóc à,
Cô như vậy là đang can thiệp vào sở thích dịp dư của tôi đó. Còn nữa, người trẻ tuổi bây giờ rõ ràng là càng ngày càng không ra sao cả. Cô lại dám chỉ chân chỉ tay với tôi, rõ ràng chính là không tôn trọng người lớn. Còn nói với tôi cái gì mà không được. Cô nhóc, cô nhớ kỹ đây, phàm là nói chuyện với người lớn thì đầu tiên phải thêm chữ xin và chữ chú. Vì vậy vừa nãy cô nên nói xin chú không được làm như vậy. Học theo tôi nào. Xin chú không được làm như vậy. Tôi xin thề, giọng của cô quá nhỏ, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Xin chú không nên làm như vậy. Rất tốt. Kính trên nhường dưới là nét đẹp đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Vì vậy nhớ kỹ đó. Dạ, nhớ kỹ rồi. Tuyệt. Dời. Để sang một bên. Xin chú đó, cậu xin chú đó, cậu xin chú đó, cậu xin chú đó, đừng có giả vờ nữa, đừng giả vờ nữa. Ai giả vờ? Tôi nói là đừng giả vờ đổ bơm nữa. Tôi còn tưởng là cô đang nói tôi. Cô cái gì? Đừng giả vờ đổ bơm nữa. Xin chú, chơi trò khác với tôi đi. Cô chắc chứ? Đây chính là trò mà tôi thích chơi. Bây giờ biết rồi chứ? Tôi mệt quá rồi. Mới có 2 tiếng mà đã mệt rồi à? Tôi không xong rồi. Bây giờ người trẻ tuổi các cô thực lực quá kém. Cô nhìn coi người già như tôi thế này còn sức viết máy, có phải không? Nào, tới đây với tôi. Đã, cô nhóc, cô đây gọi là nhảy sao? Cô cứ giơ tay giơ chân mãi. Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi cầu xin chú tha cho tôi đi. Tôi mệt lắm rồi. Chú uống rượu đi. Tôi sẽ lấy thêm cho chú. Chú cứ uống trước đi. Bye bye. Gọn rồi. Đây là cái gì vậy? Không phải cô nói đổi ra chơi khác sao? Làm gì vậy? Đây gọi là bắt gia súc. Bắt gia súc. Đúng vậy, lúc tôi ở Tây Bộ đều chơi trò này. Cô chính là gia súc. Tôi bắt cô. Uống thêm ly nữa. Uống thêm ly nữa. Khó khăn lắm tôi mới chìm được vào trong giấc mộng.
Hiểu Tuấn, em kéo đàn thật hay. Chị, sao chị lại ở đây? Bởi vì chị sợ lần sau Hiểu Tuấn gặp lại chị, chất vấn chị tại sao bỏ rơi anh Diệt Trăng. Vì vậy hai ngày trước chị đã quyết định ở lại làm bác sĩ điều trị cho anh Diệt Trăng của em rồi. Tên ngốc đó đã đem người phiền phức về nhà rồi. Hiểu Tuấn, khúc nhạc mẹ mới chơi đó chị thực sự rất thích. Chị có thể ghi lại giữ làm kỷ niệm được không? Không được. Tại sao chứ? Cảm xúc lớn nhất của âm nhạc đến từ tính không thể nào chế lại được nó. Mỗi lần tấu nhạc, cảm xúc bao trùm không giống nhau. Âm nhạc được diễn tấu ra, tình tự vốn có cũng sẽ không giống nhau. Đó mới là mê lực lớn nhất của âm nhạc. Nó có thể theo sự lìa đời của người diễn tấu mà trở về vĩnh hằng. Cho dù đời sau có ghi âm lại cũng không thể so sánh được với diễn tấu trực tiếp. Cái chết của Debussy chính là cao trào trăng hoa trong linh hồn âm nhạc của ông ấy. Người phàm mãi mãi không có cơ hội được chạm tới cảm xúc thần thánh hoàn mỹ đó. Vì vậy hôm đó chưa chết, Hiểu Tuấn rất hy vọng, có phải không? Nhưng nếu như hôm đó Hiểu Tuấn chết rồi, thì em sẽ mãi không còn cơ hội diễn tấu được khúc nhạc hay như thế này. Vậy thì một khán giả như chị cũng sẽ không còn cách nào để cảm nhận được cảm xúc của em nữa rồi. Em muốn đi đâu? Em rất mệt, muốn đi ngủ. Chị, cảm ơn chị. Tuy rằng em vẫn còn chút thất vọng, nhưng tất cả mọi người đều đã sống lại rồi. Mọi người cũng đều cảm thấy rất vui. Gần đây em cũng không còn ý niệm muốn chết nữa. Yên tâm đi. Tóm lại, chính là một cuộc chiến luân hồi. Vậy cũng thôi Hậu Nguyệt đâu? Anh ấy không tới. Thật sao? Thật. Bạch Hân Hân, khoảng 4 điều 4 trong hợp đồng, tất cả những việc xảy ra giữa nhân cách của bên B đối với bên A đều không được có bất kỳ dấu giếm và bỏ sót nào. Bắt buộc phải nói hết cho bên A. Thôi Hạo Nguyệt thực sự không xuất hiện sao? Thật sự không xuất hiện. Thẩm Diệt Trăng, nếu như sau này anh không tin vào lời nói của tôi thì... Đừng lo lắng nữa. Thực ra những cái đó đều là dấu hiệu tốt. Sau khi để tôi gặp những nhân cách đó, tôi càng hiểu được họ hình thành nên như thế nào. Chắc chắn sẽ rất có ích cho việc điều trị của anh.
Giác quan thứ sáu của tôi rất chuẩn đó. May mà cô không bị thương. Tôi chỉ nói xin lỗi. Tôi càng thích anh nói cái này. Chỉ có Thôi Hào Nguyệt không xuất hiện. Tại sao? Là bởi vì mình trở nên mạnh mẽ hơn rồi à? Hay đây là sự yên bình trước cơn giông bão? Cuộc còn có vấn đề gì chứ? Anh vì tôn trọng em, đến mẹ báo đến hôn cùng em thì chưa phát. Em còn muốn thế nào nữa? Tại sao không ấn mở? Số người muốn biết bí mật của chúng ta trong tòa nhà này không ít đâu. Từ bây giờ anh không đề phòng như vậy nữa. Cảm ơn. Lên lầu. Cậu có lên không? Quả nhiên là lúc có người ngoài thì bắt đầu giả vờ quân tử đạo mạo. Hiểu lầm hai người đã giải quyết được chưa? Hiểu lầm gì? Chính là nghe nói cậu và Đường Mạc đồng xem mắt. Trò đùa của Nguyễn Nghiên hơi quá đà, vì vậy cô ấy đã vô cùng xin lỗi. Đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không sao cả. Nhưng chuyện mà cậu làm có phải là hơi xảo trá không? Anh Đống Kiệt, câu này của anh có ý gì? Cho dù là giải trí Phi Lâm rất tốt, nhưng xem ra khi xem mắt mà giấu đi người con gái từng thân thiết đi, điều này chẳng phải là xảo quyệt sao? Anh lén điều tra về em sao? Vậy thì không đến mức đó. Chỉ là anh vô tình nghe nói mà thôi. Vì xin một báo cáo y học mà đã tới bệnh viện Phổ An một chuyến. Chuyện này thật khiến người ta ngạc nhiên. Xem ra anh thu hoạch được khá đó. Nghe nói là đã giấu người đi rồi. Giấu ở đâu vậy? Dạ, ở nước ngoài. Đừng nói nữa, trêu đùa hơi quá rồi đó. Hay là nhân cơ hội tiễn người đi, sau đó lại tìm một người mới. Em bảo anh đừng nói nữa. Điểm này không cần anh phải nhọc lòng. Em đã giấu người ở một nơi rất an toàn rồi. Thẩm phó tổng, anh tới rồi. Chào thẩm tổng. Chào tôn tổng. Em nghĩ không có nơi nào an toàn hơn công ty cả. Chính là cái gọi là dưới ngọn đèn là bóng tối đó. Hơn nữa, lúc nào muốn gặp thì đều có thể gặp. Anh hiểu đó. Anh Đống Kiệt, anh hãy giữ bí mật giúp em đó. Chúng ta đi thôi. Thưa ký Bạch. Dạ.
Em có ý gì hả? Anh nghe không hiểu sao? Kêu anh công khai tin tức đính hôn. Nếu đã nói ra rồi thì cứ làm như vậy đi. Cứ làm như vậy đi. Em cho rằng đính hôn là trò chơi sao? So với một ai đó thì muốn bịt miệng lời đồn nên mới đính hôn. Em nhân hậu hơn nhiều rồi. Người trước đây cứ nặng nặng nói trước khi đại hội cổ đông diễn ra không được đính hôn là em. Sao giờ đột nhiên lại đổi ý? Sao? Bây giờ em đồng ý đính hôn rồi, anh cũng có ý kiến. Là gì Thẩm Diệt Trăng sao? Thẩm Diệt Trăng là cái gì chứ? Sao em phải vì anh ta mới đính hôn? Cứ bị bất gái gọi đến mãi em rất ngại. Anh cầu hôn không có chút thành ý nào cũng khiến em thấy rất không vui. Nếu đã quyết định rồi, vậy thì nhanh lên. Hôm nay em sẽ gọi điện cho mẹ. Anh cứ xem mà làm đi. Chọn một ngày để người lớn gặp nhau đi. Gì vậy chứ? Dám được phụ nữ bên ngoài vào trong công ty? Công ty là nơi đưa gái cho Thẩm Diệt Trăng sao? Quyển nhiên chỗ này càng ngày càng không ra gì. Vì thằng nhóc Thẩm Diệt Trăng đó sao? Bọn họ sẽ không tình cũ quay lại đó chứ. Không phải, Thẩm tổng, cậu bớt giận đi. Đừng tức giận nữa, kẻo không tốt cho sức khỏe. Dạo này đám thủ hạ cũng vậy, không chịu nghe lời. Tôi trở về dạy dỗ chúng tử tế. Cái gì? Quản giáo chúng, tôi quản giáo anh trước đó. Chuyện mà tôi kêu anh đi nghe ngóng, lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì. Từ sáng tới tối, anh làm cái gì hả? Lượng công việc quá bão rồi phải không? Tôi phải làm việc giặt cho anh nữa sao? Không phải Thẩm tổng, anh thật sự trêu tôi thôi. Đúng rồi, chuyện mà anh kêu tôi đi nghe ngóng, thật sự tôi đã điều tra được rồi. Kết quả thế nào? Kết quả chuyện này, kết quả mà tôi muốn, Thẩm Diệt Trăng có quan hệ mua bán với đám người kia. Vì là Thẩm Diệt Trăng phát sinh mâu thuẫn với bọn họ, mới dẫn tới kho hàng bị nổ. Đó mới là kết quả mà tôi muốn. Hiểu rồi. Tôi tiếp tục điều tra. Bây giờ không phải tôi bảo anh điều tra, mà là kêu anh truyền những lời này tới ta chủ tịch. Còn nữa, hôm nay bên cạnh Thẩm Diệt Trăng mới tới một nữ thư ký, tên là Bạch Hưng Hưng. Anh đi lấy hồ sơ của ta tới đây cho tôi xem. Bây giờ tôi đi ngay. Bạch Hưng Hưng. Cô không sao chứ? Không sao. Thật xin lỗi. Vậy tôi đi trước đây. Được, cảm ơn. Bác sĩ Bạch, cô ấy đã tạm thời thôi công việc. Bây giờ không ở bệnh viện. Vừa nãy bác sĩ Bạch không phải đã nói tới chỗ chủ nhiệm quan chào hỏi một tiếng rồi mới đi sao? Có chút thú vị đây. Nhìn tôi làm gì? Có vấn đề gì sao? Bạch Hân Hân, cô đi nhanh như vậy làm gì? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Cô gái này là ai vậy? Hình như trước đây chưa từng gặp. Xin chào, cháu là thư ký mới của Thẩm phó tổng, Bạch Hân Hân. Thư ký. Vậy trợ lý Thường đâu? Rốt cuộc cậu ta vẫn phản bội con sao? Mẹ, câu này của mẹ có ý gì? Anh ấy đi phim trường rồi. Vừa mới đi lúc chiều. Vậy thì tốt. Cô gái, phiền cô ra ngoài một chút. Không, không phải cô gái. Cô ấy là thư ký, đúng vậy. Sao mình cứ có cảm giác như kiểu lúc nhỏ đi học làm chuyện sai bị thầy giáo phạt đứng thế nhỉ? Mẹ con nhà này hoàn toàn không giống nhau. Có phải là ruột thịt không đây? Con trai sao vậy? Mẹ tới con không vui sao?
Những người tiếp theo mà cô sắp gặp là những người mà tôi tuyệt đối phải cảnh giác và thận trọng. Nếu như ở trước mặt những người này tôi có những biểu hiện thay đổi nhân cách, thì cô nhất định phải nghĩ mọi cách khống chế cục diện, không để cho bọn họ phát giác ra tôi có bất cứ điều khác biệt nào. Chào chủ tịch. Từ hôm nay trở đi, cháu là thư ký hỗ trợ cho trợ lý Thường làm việc với sự chỉ đạo của thẩm phó tổng Bạch Hân Hân. Con trai, sao con cứ đờ mặt ra vậy? Mẹ nói con biết, mẹ đã nghe ngóng rồi. Hôm nay bà già kia sẽ không tới công ty đâu, yên tâm. Chút động tĩnh này mẹ nắm được mà. Mẹ, hôm nay mẹ tới công ty có chuyện gì sao? Mẹ nghe nói con đã đi xem mắt cô hai của giải trí Aiki rồi. Thực sự bị con bé Tô Uyển Nghiêm kia phá hỏng rồi sao? Không có, là người ta không thích con. Thẩm phó tổng có đây không? Dạ có, đang ở bên trong nói chuyện với phu nhân ạ. Cháu đi thông báo một tiếng. Không cần, để tự ta đi. Không thích con? Con mắt nhìn cũng cao đó. Lại dám chê bai con trai của mẹ. Số điện thoại của cô ta là gì? Đưa đây, mẹ gọi thử cho cô ta, để cô ta biết người thừa kế tập đoàn Thẩm Tiện là ai. Giải trí IQ là cái thá gì chứ? Làm sao so sánh được với tập đoàn Thẩm Tiện được chứ? Nếu nó muốn so sánh với chúng ta thì bọn chúng chỉ là trẻ con nghịch ngợm thôi. Mẹ thấy cô ta không có biết trời cao đất dày. Người không biết trời cao đất dày là cô đó. Người nên ở nhà. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là cháu có việc muốn bàn, vì vậy mới hẹn mẹ tới. Việc Trăng không phải chuyện của con. Vậy thân phận của cô ta, sao có thể tùy tiện xuất hiện ở công ty chứ? Cô ta không hiểu chuyện, một phó tổng như cháu cũng không hiểu chuyện sao? Xin lỗi chủ tịch, cháu gọi cô ta tới làm gì? Mẹ, là tự con muốn tới, không liên quan gì tới việc Trăng. Con nhớ con trai nên tới thăm nó. Cô nhớ con trai cô muốn tới thăm nó. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, làm thế này không có lợi gì cho con trai cô đâu. Để tốt hơn cho con trai cô, đừng có tùy tiện xuất hiện nơi đông người thế này nữa. Sao cô không hiểu chứ? Con trai của con ở rất gần với con. Trong lòng con khó chịu, con nhớ điên lên được. Vì vậy con không kiềm chế được tới gặp nó. Thì sao nào? Cô đã lớn tuổi như vậy rồi, đến một chút chuyện thế này cũng không hiểu sao? Còn chê người biết chuyện ít sao? Xin lỗi, xin làm phiền một chút. Thẩm phó tổng, anh phải đến lịch trình tiếp theo rồi. Anh muộn mất 10 phút rồi. Mau lên, xin lỗi. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ. Không phải đã nói cho dù có phải đánh ngất anh thì cũng phải kéo được anh ra ngoài sao? Tôi thấy nếu tiếp tục như vậy, Chu Trường Giang sẽ ôm bơm nhảy ra ngoài đó. Chúng ta coi như đã thoát một lần. Đi. Mẹ, xin mẹ hãy giúp đỡ Diệt Trăng. Con biết sự tồn tại của con là khiếm khuyết lớn của Diệt Trăng, nhưng chính vì để che đậy khiếm khuyết này nên mới cần dựa vào thế lực của mẹ để giúp đỡ nó. Mẹ có thể xác định rõ ràng một chút địa vị của Diệt Trăng trong tập đoàn Thẩm Tiện chúng ta, đừng để nó mấy chức danh lấp lửng như phó tổng giám này có được không? Nói hết chưa hả?
Dù cho mẹ có chấp nhận hay không, anh Thuận cũng đã không còn hy vọng nữa rồi. Dù đến chết anh ấy cũng sẽ không hồi phục được ý thức nữa rồi. Mẹ đối diện sự thật đi, im ngay cái miệng của cô. Mẹ đã từng nghĩ chưa, một khi con của Triệu Mạn xuất hiện thì phải làm sao? Để như nó báo thù mà đối địch với tập đoàn Thẩm thị chúng ta thì phải làm sao? Tới lúc đó toàn bộ Thẩm thị trong tay của ai còn chưa biết đâu. Mẹ đã từng nghĩ tới chưa? Cô mau đi đi, mau đi đi, đừng để bất cứ ai nhìn thấy cô. Mẹ, con nhắc nhở mẹ, nhưng lúc bây giờ mẹ vẫn còn khống chế được cục diện, lập tức công bố địa vị của Thẩm Diệt Trăng ở tập đoàn Thẩm thị đi. Đây là lựa chọn tốt nhất của mẹ đó. Hãy nghĩ cho kỹ đi. Mau đi đi, đừng để bất cứ ai nhìn thấy cô. Tôi muốn coi thử kỹ thuật diễn xuất của cậu có thể giữ được tới lúc nào. Cái gì? Còn có người khác cũng đang tìm con của Triệu Mạn sao? Biết là ai không? Đã tiến hành đến đâu rồi? Đẳng lặng quan sát một chút. Vừa nãy cô đứng bên ngoài nghe hết rồi. Cho dù như thế nào, tôi cũng là bác sĩ chăm sóc cho anh 24 giờ. Tuy không phải là cố ý, nhưng dù sao cũng đã nghe thấy một chút, nhìn thấy một chút. Thực ra gia đình tôi không giống với gia đình cô cho lắm. Có rất nhiều chuyện. Thực ra gia đình tôi cũng có rất nhiều chuyện. Hai người vẫn còn tâm trạng và để uống nước sao? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ tịch gọi cậu nhanh chóng trở về tham gia cuộc họp khẩn cấp. Chủ tịch, chuyện này cháu có thể giải thích. Ta chỉ muốn hỏi cháu, cháu có biết thân phận mình là gì không? Hành động của cháu đại diện cho cái gì? Và cả hành vi mà cháu đã làm đã hủy hoại đi những gì? Nếu cháu vẫn còn muốn giải thích thì hãy giải thích từ chỗ đó đi. Máy chiếu gì hay đã sửa được rồi. Thẩm phó tổng, phiền cậu đánh ra một chút. Đủ rồi. Còn chưa đủ mất mặt sao? Bây giờ tất cả những người trẻ tuổi
đều rất có cá tính, đặc biệt là người du học vài năm ở nước ngoài. Những gì tôi nói không phải là nhằm vào một ai cả. Tôi cho rằng chuyện thế này, nếu như thực sự truyền ra bên ngoài, thì sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn thẩm thị chúng ta, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn. Mọi người nói xem đúng không? Chuyện này vẫn còn cơ hội để khắc phục. Dù bây giờ tin tức vẫn phát tán trên mạng, bên chỗ tôi có một công ty truyền thông rất giỏi. Nếu như lần này nguy cơ được giải quyết, vậy còn lần sau nữa thì sao? Cứ đi theo sau lưng chùi mông như vậy, vấn đề sẽ giải quyết được sao? Được rồi các vị, sáng hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian của mọi người rồi. Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng mà mọi người hãy xem những gì sau đây thì sẽ hiểu được. Đây là một màn hãm hại từ đầu đến cuối.